vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất người đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm không đủ điều kiện hưởng lương hưu được nhận trợ cấp từ quỹ. Theo tờ trình, chính sách này áp dụng với người đủ tuổi về hưu theo lộ trình nam 62, nữ 60 tuổi có nguyện vọng. Trợ cấp thực hiện đến khi lao động đủ 75 tuổi, sau đó họ tiếp tục được nhận trợ cấp hưu trí xã hội chi trả từ ngân sách nhà nước. Thời gian hưởng căn cứ trên số năm đóng bảo hiểm xã hội, mức hưởng thấp nhất bằng tiền trợ cấp hưu trí xã hội 360.000 đồng. Nếu tổng tiền đóng bảo hiểm xã hội của lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hàng tháng từ lúc nghỉ hưu đến trước 75 tuổi thì được hưởng mức cao hơn. Ủy ban xã hội, cơ quan thẩm tra cho rằng chính sách mới này là tầng kết nối giữa bảo hiểm xã hội cơ bản và trợ cấp hưu trí xã hội cho người già trên 75 tuổi. Song để có cơ sở cho Quốc hội xem xét quyết định, Chính phủ cần giải trình việc tính toán mức hưởng, thời gian hưởng, tăng tính kết nối giữa các tầng trong hệ thống an sinh. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẳng định thông tin về việc một bệnh nhân nặng đe dọa tử vong bị mổ lấy thận tại bệnh viện đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Trên thực tế, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán, theo dõi sốt xuất huyết, Degen và được chuyển sang khoa hồi sức tích cực và chống độc trong tình trạng hôn mê, gồng cứng toàn thân, tim nhịp đập nhanh đều. Bệnh viện đã giải thích với gia đình tình trạng của bệnh nhân là nặng, đe dọa tử vong. Động viên gia đình cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị nhưng gia đình kiên quyết viết cam đoan xin về. Trước thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý những thông tin sai lệch sự thật theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị bạo hành, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phụng, 19 tuổi, trú tại huyện Long Điền về tội giết người. Đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Phụng là người tình chung sống với mẹ cháu bé mới 15 tuổi như vợ chồng tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Phụng khai ngày 15 tháng 8, khi hai người cãi nhau, cháu bé khóc lớn. Bực tức, Phụng đã dùng tay đánh mạnh vào trán và bóc mạnh vào đầu của cháu bé, lắc qua lắc lại. Một lúc sau, người mẹ phát hiện con nằm bất động nên chở cháu lên Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, bác sĩ thông báo cháu bé đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, cháu bé được xác định tử vong do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực. Mới đây, Quỹ học bổng Vừa A Dính và tổ chức phi lợi nhuận Vina Capital Foundation đã tổ chức Ngày hội ước mơ cho các nữ sinh dân tộc thiểu số của chương trình Mở đường đến tương lai. Chương trình trao học bổng toàn phần 7 năm học, gồm 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học cho 49 em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập nhằm tạo cơ hội cho em tiếp tục con đường học vấn và theo đuổi ước mơ của mình. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp gỡ và động viên các em nữ sinh cố gắng phấn đấu vươn lên, tự tin thể hiện bản thân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Năm học 2022-2023, 92% các nữ sinh của Mở đường đến tương lai đạt học lực khá, giỏi, xuất sắc và kết thúc năm 3 đại học với nhiều thành tích hoạt động xã hội nổi bật. Bắt đầu triển khai từ năm 2010, chương trình hỗ trợ 2.351 học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả học bổng toàn phần và cung cấp đào tạo kỹ năng thiết yếu cho các em nữ sinh. Tin quốc tế, các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường độ tin cậy của cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tổ chức một cuộc gặp song phương trước hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống Mỹ, trại David, bang Maryland. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ liên minh Hàn-Mỹ cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tục cuộc gặp song phương gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo trên diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Washington vào tháng 4 năm nay. Tại đây, hai bên đã thông qua tuyên bố Washington kêu gọi thành lập nhóm cố vấn hạt nhân Hàn Quốc-Mỹ và tăng cường sự hiện diện của các tài sản chiến lược của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên. Dữ liệu mới nhất của sáng kiến dữ liệu tổ chức chung cho thấy các chuyến hàng đầu dầu thô từ Ả Rập Xê Út đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm qua. Tổng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út đạt 6,80 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6, giảm 124.000 thùng một ngày so với tháng 5.
Dữ liệu do Jody tổng hợp cho thấy, nguồn cung dầu thô từ nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới này lần đầu tiên giảm xuống dưới 7 triệu thùng một ngày trong năm nay, khi Riyadh cùng với một số nhà sản xuất lớn khác của APEC Cộng chọn cắt giảm sản lượng chung 1,6 triệu thùng một ngày trong tháng 5. Được biết, các kho dự trữ sản phẩm dầu của Ả Rập Xê Út đã giảm 1,64 triệu thùng trong tháng 6, trong khi tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,45 triệu thùng. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đan Mạch đang ở thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương nói riêng và hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu nói chung. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Vương Nghị đánh giá sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ Trung Quốc-Đan Mạch đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương và ổn định tình hình quốc tế. Ông bày tỏ mong muốn rằng sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ góp phần vào sự phát triển của thế giới, cũng như mở ra những cơ hội mới cho Đan Mạch và các nước khác. Về phần mình, Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định nước này cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Các công ty Đan Mạch rất coi trọng và lạc quan về thị trường Trung Quốc, đồng thời mong muốn được đầu tư, kinh doanh tại thị trường này. Ông cũng đánh giá tích cực việc Bắc Kinh đưa ra 24 biện pháp mới để thu hút đầu tư nước ngoài và mong muốn những biện pháp này sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Thủ hiến tỉnh bang British Columbia của Canada, ông David Ibay, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương này trong bối cảnh các đám cháy rừng đang lan nhanh chóng. Thông báo được đưa ra sau khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các đám cháy đang lan rất nhanh. Thủ hiến Ibay cho biết bang British Columbia đang phải đối mặt với mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử và tình huống chưa từng có này đã lên tới đỉnh điểm. Trong 24 giờ qua, diễn biến xấu xảy ra rất nhanh. Chỉ trong một giờ, nhà chức trách đã buộc phải sơ tán khẩn cấp 15.000 người trên toàn tỉnh. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp cơ quan chức năng ứng phó nhanh với các tình huống. Tính đến tối ngày 18 tháng 8, khoảng 19.000 trong số 20.000 cư dân của thành phố đã đi sơ tán. Nhà chức trách địa phương cảnh báo các tuyến đường và sân bay có thể bị ảnh hưởng của cháy rừng, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục đi sơ tán nếu không cần thiết phải ở lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã có cuộc gặp tại trại David vào ngày 18 tháng 8. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ba nước trực tiếp chính thức gặp nhau, qua đó cam kết mở rộng hợp tác ba bên, hướng tới một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Sau cuộc gặp, các bên đã ra tuyên bố chung với tên gọi tinh thần của trại David, nhấn mạnh một kỷ nguyên mới của đối tác ba bên trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, cuộc khủng hoảng khí hậu, cuộc xung đột ở Ukraine và các hành động hạt nhân thách thức cả ba nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây tuyên bố Nga hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân và cho rằng không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết quan điểm trên cũng đã được các nhà lãnh đạo của năm cường quốc hạt nhân nhất trí hồi đầu năm 2022.